báo cáo tổng thu là 2.100.000, tổng chi là 1.000.000, còn lại 1.100.000. Em xin báo cáo, em nhận được thông tin bạn Thư chi đội 722 đã nghỉ học được 3 ngày và có nguy cơ bỏ học ạ. Sao hãy kể tường tận cho cô và các bạn rõ nè. Cha bạn Thư mất sớm, Thư và mẹ phải sống nương tựa vào nhau. Gia đình nghèo, không có đất để sản xuất. Sống chủ yếu nhờ vào tiền làm thêm của mẹ. Mấy hôm nay mẹ Thư bệnh nặng nên Thư phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc mẹ. Gia đình của Thư thì rất nghèo khổ. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp đỡ bạn? Theo em, chúng ta có thể lấy tiền quỹ heo đất còn lại để giúp cho gia đình bạn Thư ạ. Theo em, trích 400.000 để giúp bạn, phần còn lại để dành đó khi nào có trường hợp khó khăn để lại giúp tiếp. Các bạn khác thấy thế này, chúng em đồng tình với ý kiến của bạn. Thống nhất như vậy, các em sắp xếp chiều nay đến thăm nhà bạn Thư nhé. Dạ. Sao mẹ ho với em mẹ? Mẹ uống thuốc đi mẹ. Thuốc ở đâu con có? Thuốc này con bắt ốc ngoài ruộng, con đã lấy tiền mua thuốc cho mẹ. Thôi mẹ, thôi mẹ nằm xuống cho má hết bệnh đi. Con đi ra đồng, con thấy ít ra đổi cái gạo nấu cháo hai mẹ con mình ăn nhé. Ừ, con đi thì đi, nhưng về sớm nhé. Dạ. Thưa mẹ con đi. Tội cho con bé sinh ra trong gia đình nên chịu nhiều vất vả. Nếu tôi không lo hết bệnh, chắc con bé sẽ như thế nào? Em chào chị. Chị đã khỏe luôn chưa? Cô là ai? Dạ em là cô tổng phụ trách của em Thư. Cô tổng phụ trách và nhóm chú cháu đến đây để thăm cô và bạn Thư. Cô, sức khỏe cô như thế nào rồi ạ? Cảm ơn cô và các cháu. Uống thuốc xong tôi cảm thấy đỡ hơn chút ít. Và các cháu ngồi. Thôi chị mệt, chị ngồi đi. Để các em nó tự lấy ghế. Sao em không thấy Thư ở nhà vậy chị? Em Thư đã đi ra ngoài trồng hái rau rồi cô ạ. Hôm nay đến thăm chị và Thư, em có một chút ít tiền của liên đội trường em và ít quỹ heo đất để giúp đỡ gia đình chị. Thật sự cảm ơn cô và các cháu. Thưa mẹ, em chào cô và chào các bạn. Thưa ơi, mấy hôm nay Thư nghĩ mình sẽ giúp bạn và sẵn sàng chỉ bạn những kiến thức mà bạn đã bỏ lỡ. Thư sớm đi học lại nha. Mình cũng rất muốn đi học lại. Mình sẽ cố gắng kiếm tiền mua thuốc cho mẹ cho mình ăn hết bệnh. Mình đã có thể đi học lại rồi. Hôm nay đến thăm chị và Thư, em mong là chị mau chóng hồi phục sức khỏe và Thư sớm trở lại trường với các bạn. Thật sự rất cảm ơn cô và các cháu đã quan tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi. Thôi chị nghỉ ngơi đi, em và các cháu xin phép đi. Thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. Cô chú cháu về. Con rất tự hào về liên đội của mọi người rất quan tâm và giúp đỡ. Con rất tự hào về liên đội của con mẹ ạ. Con biết vậy là tốt lắm.